Xin chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức thể thao nóng hổi nhất từ kênh tin tức online của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin thú vị và đầy hấp dẫn từ giải bóng chuyền AVC Challenge Cup 2024, một sân chơi đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khắp nơi. Đầu tiên, chúng ta không thể bỏ qua thông tin hấp dẫn về sự trở lại ấn tượng của Lê Thanh Thúy tại giải bóng chuyền nữ AVC Challenge Cup 2024. Đây là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự quyết tâm và bản lĩnh khi một cầu thủ đã phải vượt qua những thử thách và khó khăn để tái xuất trên sân đấu. Sự hiện diện của Thúy hứa hẹn sẽ là một yếu tố quan trọng, mang lại sức mạnh và sự ổn định cho đội tuyển. Cuối cùng, và chắc chắn là điểm nhấn của bản tin hôm nay, là trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Australia tại bán kết AVC Challenge Cup 2024. Đây không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển, mà còn là cuộc thử thách đầy cam go, nơi mà chỉ có một đội sẽ tiến vào trận chung kết. Sự hồi hộp và mong chờ từ các cổ động viên sẽ là động lực lớn để các cô gái thi đấu hết mình, mang lại những pha bóng đầy kịch tính và đẳng cấp. Cùng chờ đón và hỗ trợ các cô gái trong hành trình chinh phục những giấc mơ và thành công mới tại AVC Challenge Cup 2024. Hãy đồng hành cùng chúng tôi và theo dõi những diễn biến kịch tính trong thế giới bóng chuyền nữ. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin thú vị khi Lê Thanh Thúy và sự trở lại ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ AVC Challenge Cup 2024. Còn nhớ sáng ngày 26 tháng 5, cả nước Việt Nam đều hồi hộp đón chờ trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ và Indonesia tại giải AVC Challenge Cup 2024. Với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn vững bước vào bán kết, các cô gái đã nỗ lực thi đấu hết mình trên sân. Và kết quả không hổ danh sự kỳ vọng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-1 trước Indonesia. Sự kiên định và tinh thần quyết tâm của các cô gái đã được thể hiện qua mỗi pha bóng, qua đó mang về ngôi nhất bảng và vé vào bán kết. Dù phải đối mặt với sự thiếu vắng của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, nhưng đội tuyển vẫn không ngừng chiến đấu. Bích Tuyền, một trong những cầu thủ nổi bật của đội, đã nỗ lực và bọc lót tốt cho đồng đội, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội. Nổi bật trong số đó là phụ công Lê Thanh Thúy, người đã có những màn thể hiện ấn tượng, chứng minh khả năng và giá trị của mình trong đội hình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các cầu thủ đã tạo ra một đội hình mạnh mẽ và đồng đội, đem lại niềm tự hào cho người hâm mộ. Ký ức về những tháng ngày sau Cúp Hùng Vương 2024 vẫn còn đọng lại trong tâm trí của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Là một cảm xúc pha trộn giữa hy vọng và thất vọng, và đặc biệt là câu hỏi xoay quanh Lê Thanh Thúy, người đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tại Cúp Hùng Vương 2024, Thanh Thúy không thể tránh khỏi những chỉ trích về phong độ thi đấu không như kỳ vọng. Trên sân cỏ của Phú Thọ, cô mắc phải nhiều lỗi, đặc biệt là trong trận chung kết gặp đội VTV Bình Điền Long An. Sự kém hiệu quả trong việc kết hợp với chuyền hai đã làm mất đi nhiều cơ hội tấn công cho đội nhà. Tuy nhiên, không dừng lại với những thất bại, Thanh Thúy đã từng bước cải thiện và lột xác ở cúp VTV 9, Bình Điền 2024, diễn ra tại Đắk Lắk. Với sự chuyển biến tích cực trong kỹ năng và tinh thần thi đấu, cô đã khiến cho những người nghi ngờ phải nể phục khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Với khả năng linh hoạt trên sân và sở hữu chiều cao ấn tượng cùng tầm bật nhảy đáng kinh ngạc, Thanh Thúy đã không ngừng tỏa sáng trong các trận đấu. Sự di chuyển linh hoạt và những pha kết hợp độc đáo với chuyền hai đã mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển. Với sự vắng mặt của Trần Thị Thanh Thúy, đội tuyển không chỉ mất đi một lãnh đạo mạnh mẽ mà còn mất đi một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trên sân. Tuy nhiên, Lê Thanh Thúy đã nhanh chóng nổi lên như một trong những cột trụ không thể thiếu của đội tuyển. Không chỉ là người chia lửa với Bích Tuyền trên hàng công, Thanh Thúy còn góp phần quan trọng trong việc chắn bóng, gây ra không ít khó khăn cho hàng công của đối phương. Thông tin từ ban tổ chức cho thấy, Lê Thanh Thúy đã ghi được 4 điểm, trong đó có 2 điểm block trước Hồng Kông, Trung Quốc, và thậm chí ghi 6 điểm, kèm một block, trước Singapore. Những con số này không chỉ là minh chứng cho sự cống hiến của Thanh Thúy mà còn là bằng chứng cho sự hoàn thiện không ngừng của cô trong mỗi trận đấu. Dù đã bước qua tuổi 29, Lê Thanh Thúy vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân, đặc biệt là trong khả năng chắn bóng hiệu quả. Với mỗi pha chắn bóng thành công, cô đã chứng minh một lần nữa vai trò quan trọng của mình trong đội hình của đội tuyển quốc gia.
Bất chấp sự vắng mặt của đội trưởng Thanh Thúy, sức mạnh trên hàng công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn được đảm bảo. Những cá nhân như Lê Thanh Thúy, Bích Tuyền, Vi Thị Như Kiều Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn đang góp phần tích cực vào việc giải quyết bài toán ghi điểm cho đội tuyển, tạo nên những kỳ tích và niềm tự hào không ngừng cho người hâm mộ. Trước khi bước vào cuộc đấu quyết định tại bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tận hưởng những giây phút quý giá của sự nghỉ ngơi. Đây không chỉ là thời gian để hồi phục cơ thể mà còn là cơ hội để họ tập trung tinh thần, chuẩn bị tinh thần cho những thử thách lớn phía trước. Trước khi tham dự giải AVC Challenge Cup 2024, ban huấn luyện đã đặt ra mục tiêu rõ ràng, thi đấu với tinh thần nỗ lực tối đa, đồng thời cẩn trọng trước các đối thủ. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để các cô gái Việt Nam chứng tỏ sức mạnh và tài năng của mình trong hành trình bảo vệ chức vô địch của mình ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, trước những khó khăn về sức khỏe của một loạt trụ cột như Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Trà My, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang phải đối mặt với một thách thức mới. Việc quản lý nhân sự, đảm bảo sự hòa nhập của các cầu thủ dự bị vào đội hình chính là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong những trận đấu quan trọng sắp tới. Dưới sự lãnh đạo tài tình của huấn luyện viên Kiệt, đội tuyển không chỉ là một đội hình mạnh mẽ về kỹ thuật và thể lực mà còn là một đội tuyển có tinh thần đồng đội vững mạnh. Họ đã và đang sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để tiến xa hơn và để viết tiếp những trang sử vinh quang cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Cuối cùng, và chắc chắn là thông tin được nhiều người chờ đợi nhất, là trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Australia tại bán kết AVC Challenge Cup 2024. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng, đầy kịch tính, khi cả hai đội tuyển đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành vé vào trận chung kết. Sự hồi hộp và mong chờ từ các cổ động viên sẽ là động lực lớn để các cô gái thi đấu hết mình trên sân. Kết thúc giai đoạn vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành vé vào bán kết AVC Challenge Cup 2024 với ngôi nhất bảng B. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, các cô gái đã thể hiện sức mạnh vượt trội qua 4 trận đấu, khiến các đối thủ phải gục ngã trước sức ép mãnh liệt. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thi đấu xuất sắc, không để lại bất kỳ một điểm nào cho đối thủ. Quãng đường từ chiến thắng trước Kazakhstan, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia cho đến chiến thắng thuyết phục trước Singapore đã khẳng định rằng đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ là ứng viên mạnh mẽ cho ngôi vô địch mà còn là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh. Trong khi đó, ngôi nhì bảng B thuộc về Kazakhstan, một đối thủ không dễ chơi với 9 điểm. Trên bảng A, tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã ghi danh mình vào bán kết với ngôi đầu bảng và tấm vé còn lại thuộc về Australia. Với kết quả này, tại bán kết 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Australia vào lúc 15 giờ 0 phút ngày 28 tháng 5. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là cuộc thử thách khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các cô gái Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu và quyết tâm vươn lên. Trận bán kết thứ hai giữa tuyển bóng chuyền nữ Philippines và Kazakhstan sẽ diễn ra lúc 18 giờ 0 phút ngày 28 tháng 5, mang đến cuộc đối đầu căng thẳng và kịch tính giữa hai đội tuyển xuất sắc. Tuy nhiên, lực lượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Ngoại trừ đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy chưa hồi phục chấn thương, có tới 4 cầu thủ khác như Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thị Trà My cũng không có thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm, đội tuyển vẫn sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu cao nhất. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên từ hạng 40 lên đứng hạng 38 thế giới với 101,55 điểm. Đây là một bước tiến lớn cho bóng chuyền Việt Nam, là minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô gái.